Bốn điều này là định luật bảo toàn của nhân sinh, thức tỉnh để một đời bình an. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ của Trình Đạo Quý Tân Phúc Khánh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong vật lý, định luật bảo toàn là các định luật có nội dung đại lượng vật lý trong hệ kín qua các quá trình khác nhau hay tác động tương tác không thay đổi. Trường học, các thầy cô đã dạy chúng ta về định luật bảo toàn năng lượng, định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn moment động lượng, định luật bảo toàn điện tích. Đơn cử về định luật bảo toàn khối lượng hay định luật Lomonosov-Lavoisier là một định luật cơ bản trong lĩnh vực hóa học, được phát biểu như sau. Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất đã tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành. Trong khoa học, cụ thể là trong vật lý và hóa học là như vậy. Nhưng khi chúng ta quán chiếu các định luật này vào trong cuộc sống nhân sinh, ở đó chúng ta cũng rút ra được những định luật cho con người. Vật chất chuyển hóa không ngừng, cuộc sống của con người cũng là một quá trình vận động không ngừng. Hạnh phúc, thành tựu, may mắn, vân vân, của một người đều có nhân quả bên trong. Sau đây là bốn điều được coi là những định luật bảo toàn trong nhân sinh. Thứ nhất là định luật bảo toàn được mất. Một ngư dân đang đánh cá thì một con chim bói cá bay tới và cắp mất con cá trên lưới của ngư dân bay đi. Lúc này, một bầy quạ cũng muốn có được con cá này nên đã đuổi theo con chim bói cá kia. Chim bói cá vì phải bay nhanh để trốn khỏi sự truy đuổi của những con quạ mà dần dần kiệt sức, gần như tuyệt vọng vì sợ rằng lũ quạ kia sẽ bắt kịp và mổ mình cho đến chết. Trong cơn hoảng loạn, chim bói cá vô tình đã làm rớt con cá ra khỏi cặp mỏ của mình. Cả bầy quạ thấy vậy tiếp tục đuổi theo nơi con cá rơi xuống. Chú chim bói cá đã thở phào nhẹ nhõm, vào lúc này mới hiểu rằng cõng con cá trên lưng luôn làm nó sợ hãi. Giờ mất con cá này rồi, nó mới có được cảm giác an toàn. Sống ở đời cũng vậy, ai cũng cõng con cá vô hình trên lưng mà bước đi với một gánh nặng. Chúng ta luôn muốn có tất cả, nhưng lại luôn cưỡng cầu không thể mất đi, cuối cùng lại khiến bản thân càng thêm mệt mỏi. Người ta thường nói, nâng lên được, đặt xuống được gọi là cử tạ, còn nâng lên được, không đặt xuống được thì gọi là gánh nặng. Thực tế, được mất cũng chính là định luật bù trừ của nhân sinh. Người ta thường nói ông trời rất công bằng. Ông trời lấy đi cái này của mình, nhất định sẽ bù lại cho mình một cái khác. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có câu, cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian truân. Nếu như bạn đã có những mục tiêu cho riêng mình thì cũng nên chuẩn bị đón nhận khó khăn sắp đến. Ước vọng càng lớn, thử thách đòi hỏi bạn phải vượt qua càng nhiều. Kỳ thực, đạo lý được mất rất đơn giản và nó hiển hiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Ví như, bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đương nhiên bạn phải sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Bạn muốn mở mang tri thức, bạn phải chịu khó học hỏi. Bạn muốn được mọi người yêu thương, tất lẽ bạn phải trao đi tình yêu thương của mình cho mọi người. Đạo lý thì đơn giản là như vậy, nhưng để đạt được thì bạn phải ép mình vào khuôn khổ, kỷ luật. Nếu cứ lưng chừng giữa được và mất, giữa nâng lên hay hạ xuống thì sẽ khiến ta càng thêm mệt mỏi. Trên hành trình cuộc đời, chúng ta thường mải miết theo đuổi hạnh phúc, nhưng đạo lý của đất trời là có được, ắt có mất. Để đạt được danh lợi, đôi khi ta phải đánh đổi bằng sức khỏe và tình thân. Quá quyến luyến vào tình cảm đôi khi con người sẽ thấy cô đơn, lạc lõng hay tâm tư trĩu nặng. Có người ví đời người chỉ như một tờ hóa đơn. Trên tờ hóa đơn ấy, nếu chúng ta coi nhẹ được mất, thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bội thu, hạnh phúc tràn đầy. Thứ hai là định luật bảo toàn đau khổ. Nhân sinh tại thế, cuộc sống có muôn màu sắc thái. Có khổ đau thì cũng có hạnh phúc, được ngọt ngào thì cũng phải chịu đắng cay. Chịu mưa dông bão tố thì cũng được hưởng cầu vồng bảy sắc, trời xanh mây trắng, nắng gió chan hòa. Đời người khó chịu nhất chính là khổ, vị khó nếm nhất, đồ khó ăn nhất chính là đắng. Tuy nhiên, không ai trong cuộc đời này là không phải chịu khổ. Tổng số khó khăn mà mỗi người phải chịu đựng và thuận lợi trong cuộc đời của mình là không đổi. Nếu như bạn càng chọn cách né tránh khó khăn trong hiện tại, thì bạn sẽ càng phải trả giá nhiều hơn cho nó trong tương lai. Trong cuộc sống có những con đường mà bạn chỉ có thể tự bước đi một mình.
có một số điều mà bạn cần phải tự mình gánh chịu. Chịu đựng nỗi cô đơn, chịu đựng niềm thống khổ của thất bại trong cuộc sống đem lại là một liều thuốc thử mạnh nhất cho tâm hồn. Những kẻ mạnh thực sự đều được tái sinh từ đống tro tàn của thất bại. Cổ ngữ nói, phong xương cô lộ chi cảnh, dịch sinh kỳ kiệt. Nghĩa là nơi gió xương gian khổ cô độc thường dễ dàng xuất sinh anh tài tuấn kiệt. Từ xưa đến nay, những nhân vật được lưu danh thiên cổ phần lớn đều sinh ra và sống trong gian khổ hoặc trải qua những đau khổ, những nỗi khổ tâm trí mà người thường khó chịu đựng được. Bản chất của việc chịu đựng gian khổ là kiềm chế tất cả các loại ham muốn trong sâu thẳm bản chất con người, từ bỏ sự hưởng thụ, từ bỏ sự xa hoa phù phiếm. Bản chất của nó là khả năng tự chủ và kỷ luật bản thân. Mạnh Tử giảng, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt của họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác của họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Bởi vậy, cổ nhân cho rằng một tố chất của người làm việc lớn, làm lên đại sự là phải chịu đựng được nỗi khổ của tâm trí. Do đó, hãy chấp nhận những điều khiến bạn đau khổ, hết thảy đón nhận những điều thất ý như là một món quà tuyệt vời của ông trời ban cho bạn, và vượt qua những khoảng thời gian khó khăn đó, và nó sẽ là ngọn đuốc soi sáng dẫn lối cho bạn, khiến bạn trở nên bản lĩnh, mạnh mẽ và trở thành một phiên bản tốt hơn so với chính mình. Và tiếp theo, thứ ba là định luật bảo tồn thông minh. Tô Đông Pha đã từng nói thế này: nuôi con ai chẳng muốn thông minh, ai ngỡ thông minh mãi hại mình. Trên thế gian này có rất nhiều người mong muốn con cái thông minh, không những thế còn phải tài hoa mưu lược. Thế nhưng nhiều người tài khi không lại phải đối mặt với cảnh thông minh bị thông minh hại. Thực ra, trí tuệ thực sự không nằm ở bạn có tài như thế nào, mà chính là biết tiến biết lui, biết chừng biết mực, nhờ vậy mới có thể an yên tới giả. Thông minh quá chỉ bị thông minh hại, ngu dốt vừa đủ lại hóa khôn ngoan, ăn chậm mà chắc, đi chậm mà xa. Một họa sĩ đã mất 4 năm để vẽ một tác phẩm nổi tiếng gây chấn động cộng đồng. Sau đó có một bạn trẻ đến hỏi ý kiến của ông: một bức tranh của tôi vẽ trong một ngày, nhưng bán được thì phải mất 1 năm. Người họa sĩ liền nói với chàng trai trẻ: anh có thể thử đổi nó, vẽ một bức tranh trong 1 năm, xem trong 1 ngày anh có thể bán được không. Những tác phẩm tốt đến từ việc trau chuốt, tỉ mỉ, đánh bóng lặp đi lặp lại. Và có những điều trên thế gian này cũng đòi hỏi nhiều công đoạn, tưởng chừng như ngu ngốc như vậy. Lại có một câu chuyện thế này: có một sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp đại học được 1 năm, đã thay đổi 6 chỗ làm. Cứ vài tháng gặp mặt 1 lần, mọi người lại nghe cậu ta chuẩn bị đi thực việc ở một công ty khác, vì cho rằng công việc trước kia quá nhàm chán và không có gì là thử thách cả, chỉ sợ bản thân bỏ lỡ tiền đồ phát triển sau này. Người bạn thân bèn khuyên cậu từ từ tích lũy kinh nghiệm làm việc, nhưng cậu ta không hề nghe theo, thậm chí còn quay ngược lại khinh thường bạn mình. Dốt từ từ như cậu thì đúng là lãng phí thời gian. Chính vì thế, thời gian ngày một trôi qua, cậu ta vẫn tiếp tục tìm kiếm công việc mơ ước của mình mà không được. Dần dần, cậu ta nhận ra rằng các bạn cùng trang lứa đều đã có thâm niên nhất định trong công việc của mình, còn bản thân cậu ta vẫn chỉ là một con số không tròn chỉnh. Khi người ta đã quen tay quen việc, chuyên nghiệp xử lý được mọi vấn đề, thì cậu ta vẫn loay hoay với hàng loạt khóa đào tạo nhân viên mới ở khắp mọi nơi. Những người tự cho bản thân mình là thông minh nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thường quên mất rằng phát triển bền vững còn quan trọng hơn phát triển nhanh chóng. Có người cho rằng trong xã hội đầy cạm bẫy và cạnh tranh nhau đến từng miếng cơm manh áo như hiện nay, sự ngu dốt chỉ khiến bạn đánh mất năng lực sinh tồn và tự bảo vệ bản thân. Nếu không học cách thông minh, sớm muộn bạn cũng trở thành bàn đạp cho con đường thành công của người khác. Thế là ai cũng sử dụng đủ loại vốn liếng thông minh của mình để sống chết tranh đoạt. Có người đạt được thành tựu nhất thời, tác ý vui sướng chưa được bao lâu đã nhanh chóng rớt xuống. Còn có những người chẳng hề thông minh, chỉ biết chăm chỉ nỗ lực tiến dần từng bước tới mục tiêu, hóa ra lại là kẻ cười đến cuối cùng. Trí thông minh của một người phụ thuộc vào việc người đó có thể sử dụng bao nhiêu trí tuệ trên con đường đúng đắn. Nếu một người khôn ngoan luôn muốn chớp thời cơ hoặc tìm những đường tắt, anh ta sẽ phải chịu thất bại thảm hại, thậm chí là bị đày đọa.
Bạn càng thông minh, bạn càng cần phải trở nên ngu ngốc. Kỳ thực, sự ngu ngốc ở đây không phải là chỉ sự ngu dốt thực sự, mà nó là trí thông minh của bạn cần phải được bao bọc bảo vệ bởi lớp ngoài của sự ngu dốt. Cổ nhân gọi đó là cảnh giới của đại trí nhược ngu. Người đại trí nhược ngu là người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí. Họ không thích khoa trương, không tỏ ra tài trí hơn người, luôn bình dị, gần gũi nên được mọi người yêu thích. Suy cho cùng, một người muốn bảo toàn được trí thông minh cần phải luôn khắc sâu chữ khiêm trong tâm khảm của mình. Vì thế, quẻ khiêm là một quẻ tốt nhất trong kinh dịch. Toàn thể quẻ từ thoán đến hào, toàn thấy hanh, thấy cát, thấy lợi. Từ đó mới hay, thánh hiền trọng nhất sự khiêm cung. Quẻ khiêm cũng nói lên một định luật hằng cửu của trời đất. Cái gì thấp sẽ được đưa lên cao, cái gì cao sẽ bị hạ xuống thấp. Ta thấy nơi quẻ khiêm, khôn là đất lại ở trên, cấn là núi lại ở dưới. Tất cả quẻ khiêm đều đề cao sự cần thiết và ích lợi của sự khiêm cung. Cho nên mới nói, nước thấp là biển, người thấp là vua. Khiêm nhường một phần, tôn quý vạn phần. Và thứ tư là định luật bảo tồn may mắn. Người ta thường nói, thông minh là thiên phú, nhưng thiện lương lại là sự lựa chọn. Cho dù là người cao quý hay nghèo khó, thì lòng tốt là nền tảng cốt cách của một con người. Nếu bạn tận tâm làm lợi cho người khác, dù bạn không đòi hỏi bất cứ điều gì, phần thưởng sẽ đến bất ngờ. Lòng tốt mà bạn tích lũy được sẽ luôn mang lại may mắn cho bạn một cách vô hình. Có một câu chuyện như thế này. Có một người phụ nữ làm việc trong một nhà máy chế biến thịt. Một hôm khi cô ấy bước vào kho lạnh để kiểm tra hàng hóa định kỳ, thì bất ngờ bị cánh cửa của kho đông lạnh đóng lại và không làm sao mở ra được. Chợt nghĩ rằng nếu không có ai mở cửa kho, chắc chắn mình sẽ bị đông cứng như những miếng thịt kia. Nghĩ như vậy nên tâm trí sinh ra hoảng loạn. Cô ấy đập cửa và la hét bên trong nhưng không ai có thể nghe thấy. 5 tiếng sau, trong lúc tưởng như mình sắp được thần chết vẫy gọi, thì bỗng nhiên cánh cửa kho đông lạnh đã được một bác bảo vệ, nhân viên an ninh của nhà máy mở ra. Sau khi được cấp cứu chữa trị, khi hoàn hồn cô ấy mới hỏi bác bảo vệ: "Dạ thưa bác, tại sao bác biết mà mở cửa kho đông lạnh để cứu cháu? Hơn nữa đây cũng không phải là việc của bác." Bác bảo vệ trả lời: "Tôi đã làm việc trong nhà máy này 35 năm nay, hàng trăm người ra vào mỗi ngày. Cô là người duy nhất nói lời chào buổi sáng với tôi mỗi khi đến làm và chào tạm biệt tôi mỗi khi ra về. Và ngày hôm nay, tôi chờ mãi khi mọi người đã ra về hết mà vẫn chưa thấy cô nói lời chào tạm biệt như mọi khi. Vì vậy tôi đã kiểm tra camera an ninh, và những sự việc tiếp theo chắc cô cũng đã rõ." Câu chuyện vừa nghe cũng cho ta thấy, sự may mắn không phải đến từ những gì chúng ta tưởng chừng như cao xa vời vợi, mà nó đến từ những việc vô cùng giản đơn trong cuộc sống hàng ngày. Ví như ta trao cho nhau những lời cảm ơn, những lời chào, những nụ cười thân thiện, những lời động viên chia sẻ chân thành. Đôi khi những thứ hết sức bình dị như vậy lại cứu được một mạng người vô giá. Bước trên con đường nhân sinh, lòng tốt, sự tử tế là kim chỉ nam trong tâm của mỗi người, để chúng ta thấy rõ nội tâm của mình, vĩnh viễn không lạc mất đi phương hướng. Chia sẻ yêu thương, lòng tốt, lời hay ý đẹp đến mọi người sẽ giúp những điều đó lan tỏa sâu rộng hơn. Chỉ khi bạn học cách cho đi, bạn mới có thể gặt hái được may mắn, hạnh phúc. Bạn càng cố gắng đạt được sự hài lòng thông qua việc chiếm hữu, bạn sẽ càng nhận được ít sự hài lòng hơn. Bởi thế nên người ta mới nói, cho đi là còn mãi. Và đạo lý bảo tồn sự may mắn cũng đơn giản như vậy thôi. Những thăng trầm của cuộc đời, sự vô thường của thế gian, tất cả những đổi thay đều có những quy luật bất biến cố hữu. Nhân sinh tại thế để có được một cuộc sống tinh thần an lạc và tự tại, không còn cách nào ngoài việc con người phải tu dưỡng đạo đức tinh thần của chính mình. Chiếm hữu không mang lại cảm giác thỏa mãn, chẳng liên quan gì đến hạnh phúc. Càng chia sẻ nhiều, người ta càng nhận được nhiều niềm vui hạnh phúc. Phải học cách khống chế dục vọng và ham muốn cá nhân, đồng thời rèn luyện tinh thần biết nghĩ cho người khác. Nhận biết những quy luật vừa chiêm nghiệm có thể giúp chúng ta vượt thoát được lối sống chỉ biết truy cầu và thỏa mãn ham muốn, tham vọng cá nhân. Khi ấy chúng ta mới có được đời sống tinh thần thăng hoa, nội tâm an lạc. Từ đó có được hạnh phúc thực sự,
và sống một cuộc đời bình an. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ bốn điều này là định luật bảo toàn của nhân sinh, thức tỉnh một đời bình an. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ ra thời gian quý giá của mình để quan tâm theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.